Sáng nay ngày 13 tháng 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên, chủ trì phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân. Trong chuyến công tác nghiên cứu thực tế tại Gia Lai, sáng nay ngày 13 tháng 5, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng Thành Kính Dân Hương, Dân Hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết, tượng đài Anh Hùng Nấp trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Thành phố Pleiku và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Bồi dưỡng nhiệm vụ cho gần 300 cán bộ văn hóa, hội chữ thập đỏ tỉnh gia lai phát động thắng nhân đạo thầy vũ văn tùng được vinh danh trong chương trình vinh quang việt nam năm 2024 200 đại biểu chức sắc tôn giáo nghe phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử, được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân Phiên họp nhằm bàn thống nhất chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp, lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình kỳ họp để thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Theo đó, các đại biểu đã thống nhất thời gian dự kiến diễn ra kỳ họp từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku. Theo chương trình kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Trong chuyến công tác nghiên cứu thực tế tại Gia Lai, sáng nay ngày 13 tháng 5, Đoàn Công tác Học viện Quốc phòng Thành kính Dân Hương, Dân Hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại đoàn kết, tượng đài Anh Hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh thành phố Pleiku và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ dân hương có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng cán bộ, giảng viên và 61 học viên là cán bộ chủ chốt của các tỉnh thành trong cả nước, tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 95 tại Học viện Quốc phòng. Cùng đi với đoàn công tác, Gia dạ Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Tiếp đó, đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh, kính dân hương, dân hoa tưởng niệm và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đang ngã xuống trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước hiện nay đang được an táng tại đây. Sáng nay ngày 13 tháng 5 tại thành phố Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2024. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, học viện sẽ được phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào trên và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị định về trình tự thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã phường thị trấn tiêu biểu, xây dựng và thực hiện quy ước của cộng đồng dân cư hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ văn hóa các cấp trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện đăng ký bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng cao hiệu quả công tác gia đình Thưa quý vị, tại xã đắc Bơ Phò, huyện Công Chợ Ro, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ và huyện đoàn Công Chợ Ro tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Tại buổi lễ, Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh đã tặng 50 xuất quà 450.000 đồng trên một suất cho các hộ nghèo trên địa bàn thị xã, đồng thời đội ngũ y bác sĩ thuộc đội khám bệnh lưu động của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh. Câu lạc bộ Thầy Thuốc Trẻ Tỉnh đã tổ chức Ngày hội Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân, xã Đắk Bơ Phò. Ngoài ra, mỗi người dân khi được khám bệnh còn được tặng một phần quà, là một lon sữa bột 900 g và hai lốc sữa hộp của công ty Nutifood. Thưa quý vị, thầy giáo Vũ Văn Tùng cho biết thầy mới nhận thông báo số 80 của Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, thầy Vinh Dự được mời ra nhà hát lớn thành phố Hà Nội dự nhận biểu trương và phần thưởng của chương trình Vinh Quang Việt Nam vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Được biết, thầy giáo Vũ Văn Tùng sinh năm 1980 ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp khoa sử trường đại học Đà Lạt, thầy tình nguyện đến trường tiểu học và trung học cơ sở Đinh Nấp ở xã Bờ Tó, huyện Gia Ba, tỉnh Gia Lai công tác. Tại đây, thầy rất cảm động khi phải chứng kiến nhiều học sinh người Ba Na phải bỏ học vì khó khăn. Thế vậy, thầy đã hỗ trợ cho các em những cái bánh mì ăn để đi học. Sau đó, từ năm 2021 đến nay, thầy vận động được những người có điều kiện hỗ trợ thành lập và duy trì. Tổ bánh mì không đồng để giúp các em học sinh và phụ huynh học sinh vùng khó khăn. Hôm nay ngày 13 tháng 5 tại thành phố Pleiku, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho 200 đại biểu chức sắc của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Định, báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu bức tranh chung về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, tổ chức và hoạt động của các tôn giáo ở nước ta, quan điểm và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo, nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 9 năm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 thay thế nghị định số 162 ngày 30 tháng 12 năm 2017 của chính phủ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Anh Khả sinh năm 1982, trú phường Đoàn Kết thị xã Ayun Ba để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu vào cuối tháng 12 năm 2023, từ mối quan hệ quen biết, Trần Anh Khả đã nhiều lần vay mượn tiền của chị HV trú tại thị xã A Ba, cùng với lý do đáo hạn ngân hàng để tiếp tục tạo niềm tin. Thời gian đầu, đối tượng trả lại gốc đầy đủ và đúng hẹn. Sau một thời gian tiếp tục đặt vấn đề vay tiền của chị V và được chị đồng ý cho vay 9,2 tỷ đồng. Khi nhận được số tiền đối tượng đã trả trước cho chị V số tiền 600 triệu đồng rồi sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc với bị hại. Sau đó, chị V đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Khả đến cơ quan công an. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Giá Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.